Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 1534 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Kế hoạch được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, kiểm tra cơ sở sản xuất đối với ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân trong các lĩnh vực khác mà lực lượng quản lý thị trường được chính phủ giao thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Quy mô kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, làng nghề, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, nhất là các địa bàn trọng điểm tại các huyện biên giới đất liền, vùng biển, các đô thị, khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, vận chuyển buôn bán pháo nổ, pháo hoa các loại. Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả những cam kết đã ký là điều không dễ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở ngành, lực lượng chức năng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 343 doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu với 577 cửa hàng được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ. Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường, tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đội quản lý thị trường chúng tôi ra quân và nắm được các cái thông tin của bà con thì chúng tôi quản lý và kiểm tra sát sao với các cái cây xăng ở trên địa bàn thành phố, xuống kiểm tra và xử lý kịp thời theo cái quy định của nhà nước, và những trường hợp nào mà sai phạm thì chúng tôi sẽ lập biên bản và báo cáo cấp trên và xin ý kiến xử lý. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu trong cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Do vậy, các giải pháp và cam kết cần được thực hiện liên tục, đồng bộ và quyết liệt để thị trường xăng dầu trong tỉnh luôn duy trì được sự ổn định, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp đến, hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm sẽ tăng cao. Cùng với đó, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Bệnh cúm gia cầm AH5N8 không chỉ làm chết gia cầm mà còn lây lan sang người. Nguồn lây nhiễm cúm gia cầm ở người do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống hoặc gia cầm nhiễm bệnh. Tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, nhất là các khu vực có gia cầm bị ốm chết, những vùng có nguy cơ cao để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch khi mới phát sinh. Đồng thời khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Chúng tôi có xây dựng cái kế hoạch đảm bảo cái tiêu độc khử trùng đối với các vùng nuôi, cũng như là tuyên truyền cho bà con nhân dân để tránh khi có dịch xảy ra thì không đưa các cái gia cầm có dịch đi tiêu thụ. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm từ cúm gia cầm sang người. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân chủ quan lơ là phòng chống dịch. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, không giấu bệnh, không vứt gia cầm ra môi trường, kênh mương làm lây lan dịch bệnh. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh hiện có 120,5 ha mía bị nhiễm sâu đục thân nhẹ. Số diện tích mía này tập trung chủ yếu tại vùng sản xuất mía nguyên liệu thuộc các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đây là loại dịch hại thông thường gây hại suốt trong quá trình sinh trưởng của cây mía từ giai đoạn mầm, vươn lóng cho đến cây mía tích lũy đường, và tất cả các giống mía đều có khả năng bị nhiễm. Khi mía bị sâu đục thân tấn công sẽ héo nõn, ảnh hưởng đến chất lượng, chất lượng đường. Để phòng trừ sâu đục thân hại mía hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo người dân theo dõi ruộng mía, phát hiện sớm sâu tuổi nhỏ,
sau đó dùng các loại thuốc được chuyên môn khuyến cáo để phòng trừ xử lý. Nếu diện tích mía có dấu hiệu nhiễm sâu đục thận nặng thì phải chặt bỏ và tiêu diệt hết ổ sâu, tránh lây lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh lắp đặt trạm cân ngay tại vị trí ra vào điểm mỏ. Đây được xác định là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng ngay từ chân hàng. Tuy nhiên, để giải pháp này phát huy hiệu quả, tránh tình trạng lắp đặt trạm cân để đối phó, lắp cũng như không, rất cần sự tự giác từ phía các chủ mỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã đôn đốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành lắp đặt trạm cân ngay tại vị trí ra vào điểm mỏ. Ngoài ra, trong quá trình vận hành cân tải trọng, sở còn yêu cầu chủ mỏ phải xuất phiếu cân ghi tải trọng, khối lượng hàng hóa trên xe và phải chịu trách nhiệm nếu để phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép ra khỏi khu vực bốc xếp. Tất cả những xe vào lấy hàng thì trước hết là khi vào qua trạm cân thì chúng ta cân trọng lượng của xe, xe không tải. Và sau khi xuất hàng xong thì chúng ta lại cân lại một lần nữa để xác định được là cái lượng hàng mình xuất ra là bao nhiêu và ký xác nhận bằng phiếu xuất và sau đó thì cấp hóa đơn cho khách hàng rất là đầy đủ. Hiện nay, trong số 350 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, mới chỉ có 120 mỏ đã hoàn thành lắp đặt trạm cân. Nguyên nhân là do Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa quy định, hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm cân, khiến không ít chủ mỏ lắp trạm cân chỉ để đối phó. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần sớm quy định trách nhiệm của đơn vị tổ chức kiểm soát hoạt động của trạm cân. Có như vậy, công tác kiểm soát tải trọng ngay từ chân hàng mới thực sự phát huy hiệu quả. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 19 tháng 11, Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trần Chí Hưng, sinh năm 1991, ở khu phố Toàn Thắng, phường Quảng Tiến, để điều tra về hành vi đánh đập học sinh lớp 7 xảy ra sáng cùng ngày. Theo video clip ghi lại, khi học sinh đang ngồi trên xe trước cổng trường thì bất ngờ bị một người đàn ông liên tiếp dùng tay đấm vào đầu, vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người. Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do người đàn ông này nghe tin con trai nói lại là bị em học sinh này đánh, nên đã đến trường để đánh cảnh cáo. Vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sầm Sơn điều tra xử lý. Ngày 19 tháng 11, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 2005 ở Dư Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, ngày 18 tháng 11, tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 1, do mâu thuẫn cá nhân, Cường cùng một số thanh niên khác dùng tiếp sắt hành hung một học sinh lớp 11 của trường, khiến em này bị chấn thương ở đầu. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Hữu Cường đã đến công an đầu thú. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số tăng vật thu được có loại ma túy mới xuất hiện dạng sô cô la viên hình ngôi sao. Loại ma túy chocolate chi mới xuất hiện được ngụy trang dưới dạng thanh chocolate, bên trong chứa hỗn hợp cần sa trộn lẫn bột cacao gây ảo giác cho người sử dụng. Nhiều trường hợp sau khi sử dụng có biểu hiện bồn chồn, khó thở, sau đó bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu. Ngày 19 tháng 11, Công an tỉnh Lai Châu đã thành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Chu Văn Hòa, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Lai Châu về tội hủy hoại rừng theo quy định của Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, khoảng thời gian đầu tháng 6 năm 2022, để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực xã Nong Hèo, huyện Sìn Hồ, đối tượng Chu Văn Hòa đã thuê người lái máy xúc đào, phá rừng, hủy hoại thực vật để tạo thành con đường dài khoảng 3 km, chiều rộng từ 2,5 m đến 3 m. Nhằm vận chuyển máy móc, nhiên liệu, lương thực phục vụ khai thác vàng trái phép. Hành vi của Chu Văn Hòa đã trực tiếp hủy hoại hơn 16.800 m2 rừng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Dự án khu dân cư Bình Đa có tổng diện tích hơn 44.000 m2, dự kiến vốn đầu tư hơn 402 tỷ đồng. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện dự án này, Tổng công ty công nghiệp thực phẩm đã có nhiều sai phạm trong thuê đất, gia hạn thuê đất, góp vốn thành lập công ty cổ phần phát triển nhà Bình Đa. Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định có 8 đơn vị và 12 cá nhân liên quan đến sai phạm vụ án nói trên. Ngày 19 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận thông tin về vụ bắt giữ đối tượng lái xe ô tô 16 chỗ, vận chuyển gần 300 kg pháo lậu các loại qua công tác tuần tra kiểm soát. Lực lượng chức năng đã điều phương tiện hàng hóa và lái xe, chủ xe về trụ sở công an xã Tân Hưng, bàn giao người cùng tang vật cho công an huyện Tân Châu điều tra theo thẩm quyền. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.